đều sinh năm 1987. Năm nay 33 tuổi rồi. Người đang có bóng là Hoàng Tuấn. Triệu Hoàng Minh đã tấn công của các cầu thủ Đà Nẵng Dragons. Nguyễn Hoàng Tuấn. Bóng đến tay của Nguyễn Văn Hùng. Và mặc dù bị kỳ quặc tình huống mà chúng ta đã nói trong phần bình luận trước trận, khi mà Danny Miller kéo ra ngoài và ngay lập tức có một mismatch dành cho Nguyễn Hùng để có một tình huống lên rổ ghi điểm. Và đột phá thẳng vào dưới rổ của Danny Miller, và đó là một pha đổ thành công của cầu thủ này. Đà Nẵng Dragons đang lên điểm rất nhanh. Có lẽ vị trí của Kỳ Quan đang là vị trí mà các cầu thủ Đà Nẵng. Lê Ngọc Tú còn lại 3 giây ném rổ. Pha đánh xà rất chính xác của chắc chắn huấn luyện viên của City Wings sẽ phải có sự thay đổi ở vị trí của thủ môn số 77 này. Nhưng ngay vừa rồi thì Nguyễn Kỳ Staker tiếp tục làm tình huống đánh vào vị trí của Kỳ Quang, Nguyễn Văn Hùng, và một lần nữa Nguyễn Văn Hùng đã thành công ở trong việc ghi điểm. Vẫn đang là các cầu thủ Đà Nẵng Dragons. Triệu Hoàng Minh và lên rổ rất nhẹ nhàng của Triệu Hoàng Minh, hai điểm nữa cho Đà Nẵng Dragons. Huy Hoàng, một tình huống phối hợp tốt của Huy Hoàng và Harry Mott. Nhưng rất đáng tiếc đó không phải là một tình huống lỗi điểm dành cho ngoại binh bên phía Hồ Chí Minh City Wings. Danny Miller, Decker. Trận đấu trước thì Decker đã có hai tình huống 3 điểm thành công, và vừa rồi là tình huống 3 điểm. Ngay lập tức là một quả đáp trả cũng có một cú ném 3 thành công đến từ Vincent Nguyễn. Vẫn còn đến 10 giây cho đợt tấn công này, nhưng Vincent Nguyễn quyết định ném xa. Và đó lại là một pha đánh xa thành công nữa của Vincent Nguyễn, để giúp cho City Wings vượt lên dẫn trước so với Đà Nẵng Dragons. Hai. Nguyễn Văn Hùng, Chris Decker. Pha đánh ba thành công thứ hai của Chris Decker. Ngày càng nguy hiểm hơn khi anh có khả năng ném ba ngày một tốt lên. Rahim Watt quá đơn giản cho một tiếng thả rổ. Darren Miller. Pha phối hợp rất hay giữa Triệu Hoàng Minh và Darren Miller. Chủ động ngã của Vincent nhưng đã cướp được bóng rồi. Đây là Tú Kobe lên rổ đi 2 điểm. Thậm chí trong tình huống đó thì các tình nguyện viên còn chưa kịp lao xong sân. Có sự xuất hiện của Ngô Tiến Trung thì bên phía Hồ Chí Minh City Wings sẽ có thêm sự quyết liệt, thì máu lửa ở trong những huống phòng ngự bên ngoài vòng cung 3 điểm. Nhưng vừa rồi lại là một pha ném xa thành công của Chris Decker, pha ném 3 thành công thứ 3 của cầu thủ này. Trận đấu trước thì Decker chỉ có 2, mà trận này lại có thứ 3 tình huống thành công rồi. Thì đây mới chỉ là những phút. Đà Nẵng Dragons cũng đáp trả với một quả ném bà. Và sẽ còn có thêm một quả ném phạt nữa dành cho cầu thủ mang áo số 19 Trần Đăng Hiển. Và chuyền cho Đăng Hiển. Rahim Watt. Khoảng cách giữa hai bên vẫn đang là 4 điểm. Vẫn chưa có thêm điểm cho các cầu thủ của City Wings. Viên Sang Nguyễn, Rahim Watt. Lần này thì anh đã mang về được 2 điểm nữa cho đội bóng của mình. Vincent. 2 điểm dành cho Vincent Nguyễn, mặc dù Darren Miller đang theo kèm nhưng đã để mất bóng. Rồi tấn công dành cho các cầu thủ của City Wings. Một pha xử lý và nó là rất gọn gàng, rất kỹ thuật của Rahim Watt. Ghi điểm rất dễ dàng ở một vị trí như vậy. Vào trong của Rahim Watt, nhưng cầu thủ này đã có một cú ném bất ngờ. 39-35 và 39-37 sau tình huống ghi 2 điểm của Darren Miller dành cho Đà Nẵng. Của anh đã đi ra ngoài. Rahim Watt. Lê Ngọc Tú hoàn toàn chống trải và đã có 3 điểm đầu tiên trong trận đấu này. Hay nói chính xác hơn là một tình huống 3 điểm thành công đầu tiên dành cho Tú Kobe. Thắng mình. Bóng tay của Trần Đăng Hiển. Chỉ còn là 5 giây ném rổ thôi. Nguyễn Văn Hùng lên rổ một cách dễ dàng. Cho các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings. Cú steal rất hay của Chris Decker. Và đúng như những người hâm mộ bóng rổ mong muốn trong tình huống đó, đó là một cú đăng rổ của Chris Decker. Rất nhiều những tình huống kích ra của
các cầu thủ cầm bóng của Hồ Chí Minh City Wings. Đây là Tú Cô Bì đã có 2 điểm tiếp theo dành cho Từ Nguyễn. Tiếp tục lập đường kích ra, Remot đã có một tình wide open và 3 điểm ngay lập tức dành cho cầu thủ mang áo số 0 của Hồ Chí Minh City Wings. Quân Thánh Tâm bóng vô rổ và sau đó là tình huống rebound rồi lên đổ thành công của Darren Miller cho các cầu thủ đang ra gần. Darren Miller và lần đổ rất đẹp bắn của Miller. Và lần này thì đến lượt đột phá và lên rổ của Thánh Tâm. Tự tin có một tình huống lên rổ ghi điểm trong tiếng vừa rồi. Và hay ngoát một tiếng crossover tốt và 2 điểm đáp trả của đây là đợt tấn công của các cầu thủ Đà Nẵng Dragon. Khi trận đấu thực sự đang chứng kiến của chúng ta, Thánh Tâm đã có 2 tiếng lớn, đã có một tiếng va chạm của Daniel Miller với một cầu thủ City Wings, nhưng trận đấu vẫn tiếp tục. Nguyễn Văn Hùng và Kỳ Quan, vẫn là Kỳ Quan. Đây Ngọc Tú, Quỳnh Hải, bàn rổ rất đẹp bắn Quỳnh Hải. Đây là Trần Đăng Hiển. Chris Decker, trận hùng end one dành cho cầu thủ Đà Nẵng Dragons. Nhưng Chris Decker đang bị đầu và nó bóng của Hải Đăng mang 12 điểm. Quá xuất sắc ở những tình huống đánh rổ. Có vẻ như anh đã một chút phần nào đó dát hơn rất nhiều ở những tình huống xâm nhập vào khu 3 giây. Một tiếng ném trung bình của Ray Watt. Vẫn là Ray Watt. Phản bóng chính xác của Lê Ngọc Tú. Tú Cô Bì thử mình ở vạch 3 điểm. 3 điểm thành công cho Tú Cô Bì. Thì chúng ta thấy là Kỳ Quan ném một tình huống ném rất thiếu chính xác. Phản bóng tốt của Daniel Miller. Đúng end one dành cho Hoàng Tuấn. Tú Cô Bì. Một tình huống swing bóng tốt của Hồ Chí Minh City Wings và họ đã có một phần thưởng xứng đáng. Rồi là cú đá bóng rất tốt của Rahim Watt. Đây là cơ hội cho những tình huống 3 điểm của City Wings và đúng là như vậy. Quá bổng. Tôi thấy các cầu thủ của City Wings bây giờ đang đấu rất tự tin. Và đấu thành công nữa còn hãy. Hội ý dành cho Đà Nẵng Dragons và chúng ta cũng trùng chờ xem là sau khoảng thời gian hội ý này Đà Nẵng Dragons còn bắt lên phòng nữa hay không. Từ khoảng thời gian các cầu thủ Đà Nẵng Dragons chuyển về phòng thủ zone defense thì những đường truyền của Hồ Chí Minh City Wings trở nên thanh thoát hơn rất nhiều. What? Cái bóng ở cây trung bình rất chính xác của Đại Quân. 2 điểm nữa cho các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings. Tình bóng chính xác của Nguyễn Hoàng Tuấn. Kỳ Quang có một cầu để lên rổ và anh đã không bỏ lỡ. Chúng ta thấy Vincent Nguyễn đang chủ động làm giảm nhịp độ của trận đấu xuống. Nhưng anh vẫn có thêm được 2 điểm cho mình để giúp cho Hồ Chí Minh City Wings đạt đến cột mốc 90 điểm. Thêm 2 điểm cho các thủ Đà Nẵng Dragons. Quyết định dừng bóng. Và hết giờ. Bây giờ thì trận đấu đã chính thức khép lại với chiến thắng thuộc về các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings.